Aulip là sản phẩm tăng sức mạnh tốt nhất trên thị trường hiện nay, được nghiên cứu và sản xuất bởi thương hiệu Nutrex đình đám tại Mỹ, với hàng loạt các sản phẩm tên tuổi. Với các thành phần tiên tiến nhất, Aulip thúc đẩy tối đa năng suất của người sử dụng, đẩy cơ thể vượt qua giới hạn tự nhiên và mang lại hiệu năng cao nhất. Với 4 thành phần chính bao gồm 3,2g creatine, tăng cường sức mạnh trong quá trình tập luyện, hỗ trợ cho sự tăng trưởng cơ bắp. 3,2g beta-alanin, giúp chống đau nhức cơ, tăng sức chịu đựng và tăng cường sức mạnh. 6g BCAA, thúc đẩy sự tổng hợp protein ở mức tối đa, tăng khả năng phục hồi và ngăn ngừa dị hóa cơ bắp. 8g citrulline, hỗ trợ cải thiện hiệu suất và độ bền trong quá trình tập luyện với cường độ cao. Bổ sung Aulip sẽ giúp bạn có một buổi tập luyện hiệu quả và tối ưu để cơ bắp được kích thích và phát triển tốt nhất. Thời điểm sử dụng Aulip tốt nhất là vào 15 đến 20 phút ngay trước khi tập luyện. Mỗi lần dùng, bạn hãy pha một muỗng với 150 đến 200 ml nước lọc và lắc đều trong 30 giây để sử dụng. Lưu ý, không nên sử dụng khi đang đói bụng và sử dụng cách giấc ngủ từ 5 đến 6 tiếng để tránh mất ngủ. Để biết thêm thông tin về sản phẩm cũng như giá và các chương trình khuyến mại của sản phẩm, các bạn có thể truy cập vào website wayshop.vn hoặc comment ngay dưới bài viết để biết thêm chi tiết.